Nghe tiếng động lạ trong ngôi nhà hoang, người dân kinh hãi khi phát hiện quái vật khổng lồ đang nằm phấp vẻo trên trần nhà. Mới đây, cư dân mạng TikTok lại được một phen xôn xao khi một tài khoản chia sẻ khoảnh khắc khó tin của mình, khiến không ít người xem phải nổi da gà. Theo chủ nhân đoạn video chia sẻ, hôm đó trong lúc đang dọn bãi đất để trồng chuối, anh vô tình nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ ngôi nhà hoang gần đó. Vì tò mò nên anh đã lại gần kiểm tra, thì bất ngờ đập vào mắt anh là một con trăn hoang dã cỡ lớn. Nó đang cố gắng trườn qua những thanh gỗ trên trần nhà. Sinh vật dài khổng lồ này sau khi bị phát hiện đã chủ động bỏ trốn. Nhưng chàng trai đã kịp thời gọi hàng xóm tới để vây bắt nó. Phải mất gần nửa giờ chật vật, họ mới khống chế được con trăn và nhốt nó vào bên trong một chiếc lồng thép. Sau khi nhận được điện báo, các nhân viên từ tổ chức cứu hộ địa phương nhanh chóng có mặt để di dời con vật tới nơi an toàn. Họ đã thả nó tại một cánh rừng cách xa khu dân cư. Mặc dù con trăn khổng lồ đã được đưa đi, nhưng những người dân nơi đây vẫn cảm thấy lo lắng vì có thể còn một con khác lớn không kém đang ẩn nấu gần đó. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận: "Gặp tôi là tôi chạy đầu tiên, chứ không hơi đâu mà đứng bắt rắn như vậy á. Nó trông giống như một con trăn quái vật trong phim ảnh, tôi không thể tin vào mắt mình luôn. Quả là một tình huống nguy hiểm phải không nào? Nếu trong trường hợp này bạn sẽ làm gì? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Trùm Tình Bí Ẩn biết nha."